Thưa quý vị, chiều nay tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Lê Đức Cường, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, Ngọc Kim Nam, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Võ Thị Minh Sinh, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư tỉnh ủy trao quyết định tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Sĩ Cường, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Tân Kỳ, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa 15, nhiệm kỳ 2024-2029 từ ngày 8 tháng 10 năm 2024. Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, tham gia ban chấp hành, ban thường vụ huyện ủy và giữ chức phó bí thư thường trực huyện ủy Tân Kỳ nhiệm kỳ 2020-2025. Tại buổi lễ, phó bí thư tỉnh ủy Hoàng Nghĩ Hiếu đánh giá cao thành tích của hai đồng chí được bổ nhiệm luân chuyển lần này. Trên cương vị công tác mới, đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu đề nghị đồng chí Phan Sĩ Cường, Lê Văn Ngọc tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp